Rồi, ok. Rồi. Rồi, giới thiệu với các bạn nha, tôi là bác sĩ khoa bộ môn ngoại. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài khám một cái bệnh nhân có thoát vị bệnh. Nè, rồi các bạn nghe rõ ha. Ta thấy cái hình cái file bộ gọi lên cho các bạn hả? Các bạn có thấy được cái màn hình trình chiếu chưa? Dạ thấy. Dạ vâng. Thấy rõ ha, rồi ok, rồi. Con chuột nó di chuyển các bạn thấy được không? Dạ thấy con chuột di chuyển luôn rồi. Oh, ok rồi, tốt quá ha. Thì thoát vị bệnh đó là một cái bệnh cũng cũng rất là thường gặp, cũng rất là thường gặp. Nên nó nằm trong cái mục tiêu của chương trình dạy học. Thì cái mục tiêu của cái bài khám y hài là các bạn phải thực hành cái động tác là hỏi bệnh, khám bệnh. Thì mình không biết là hôm bữa trong cái trung tâm có tổ chức cái dạy cái bài khám học, và còn đây là một cái bài lý thuyết ha. Thì tôi sẽ hướng dẫn với bạn cái cách khám như thế nào ha. Thì trước tiên học lại cái cách đó, thì mình phải nắm lại bài giải phẫu học của vùng bệnh. Giải phẫu học vùng bệnh thì các bạn đã được học vào năm thứ mình đi là năm thứ một, là năm thứ nhất là về về mặt giải phẫu. Còn riêng đặc thù của cái bài học hôm nay thì chúng ta có mấy cái mục tiêu sau đây. Bất cứ một cái bài học nào các bạn cũng sẽ chú ý là để cái định nghĩa nha. Thì đây nó có mấy cái định nghĩa các bạn phải nắm nè. Định nghĩa thoát vị bệnh là gì, thoát vị đùi là gì, thoát vị trực tiếp, thoát vị gián tiếp nha. Mục tiêu thứ hai là mô tả cái cấu trúc giải phẫu học của vùng bệnh, thì tôi vừa mới nhắc ở phía đầu trên. Và mục tiêu thứ ba là các bạn thực hành cái cách khám của một cái bệnh nhân có một cái thoát vị bệnh. Thực hành cái cách khám thì đương nhiên trước một cái bệnh nhân các bạn khám bệnh thì phải có hỏi bệnh nè, phải có khám bệnh nè. Thì chút xíu sẽ hướng dẫn các bạn từng bước ha. Thì nó có ba cái nghiệm pháp mà các bạn phải nắm được đối với khám một cái bệnh nhân thoát vị bệnh, đó là nghiệm pháp quan sa va, nghiệm pháp chẩn đoán, nghiệm pháp chẩn lùn bệnh sâu. Nghiệm pháp Siemens thì đó là về kinh điển thôi, thì thường ngày nay ít được sử dụng. Và cái câu thứ tư, cái câu này thường đi thực hành lâm sàng hay là đi khám bệnh nhân thì đó, đây là một cái câu rất là thường gặp khi mà đi thực hành, là các lúc mà chẳng hạn lúc thi chẳng hạn thì các thầy sẽ hỏi các bạn là gì? Các cách hay là các bước hay là những cái dấu hiệu của triệu chứng cơ năng, triệu chứng cụ thể giúp phân biệt một cái thoát vị bệnh trực tiếp và một thoát vị bệnh gián tiếp nè. Đó là bốn mục tiêu của bài học nè. Rồi bước vào mục tiêu số 1 nè. Để ý cái bài học là chúng ta phải xem cái mục tiêu ha. Thoát vị là gì? Thoát vị cái tên tiếng Anh là hernia, hernia thì là sự trồi ra bất thường của các bạn hay các mô qua một cái chỗ khiếm khuyết của thành bụng. Các bạn là gồm có ruột non, rồi đại tràng chẳng hạn, rồi các mô ví dụ như là mạch máu lớn hay là cái chữ thường gặp ở trong nhân gian kia là mỡ chạy, nó qua một cái chỗ yếu của thành bụng. Cái này này chỉ và nên đánh và nó được bao bọc bởi một cái mô xung quanh. Cái câu bao bọc mấy mô xung quanh để phân biệt với một cái khiếm khuyết của thành bụng là nó không được da bao phủ. Cái tập này thường ở những cái trẻ nhỏ học sinh nè. Rồi tiếp theo là phân biệt một cái thoát vị nghẹt với một cái thoát vị kẹt. Hai cái chữ này nhìn có vẻ nó ra cũng nó mơ hồ. Nghẹt với kẹt mình thì về về lý thuyết mình thấy cái chữ này mình nghe có vẻ nó giống giống nhau, tuy nhiên khác nhau là gì? Thoát nhau cái tạng nó thoát, nó giống nhau là gì? Cái tạng thoát vị nó xuống và nó lên không có được thì gọi là thoát vị, là thoát vị nghẹt là với kẹt. Thì thoát vị nghẹt cái thời gian tổn thương nó làm cái tạng nó chui qua cái lỗ thoát vị, cái lỗ cái tạng nó lớn quá cái lỗ thoát vị thì nó nhỏ, cái nó chèn ép nó làm tổn thương cái mạch máu nuôi của cái tạng thoát vị, thì cái đó gọi là thoát vị nghẹt. Nghẹt là liên quan tới cái việc là gì, liên quan tới thoát vị nghẹt ha. Thì trong chữ tiếng Anh người ta viết cái chữ này là cannulatic ha. Rồi khác với thoát vị kẹt, thoát vị kẹt cũng là tạng thoát vị nó xuống mà nó không lên được, tuy nhiên cái tạng thoát vị nó xuống, nó nằm ở cái chỗ đó đó, nó nằm ở chỗ cái chỗ đó,
ruột nó không có chạy, nó không có chạy ra được, tuy nhiên nó không có tổn thương mạch máu. Thì nghẹt túi kẹt về cái chữ nghĩa thì có vẻ nó giống giống nhau, tuy nhiên các bạn nhớ cái nào mà nó có tổn thương mạch máu là gọi là vừa nghẹt, mà nó không có tổn thương mạch máu là thoát vị kẹt. Trong cái thoát vị nó có một cái, trong cái thoát vị mà đặc biệt á, đặc biệt ở ở cái bệnh nhân mà ở cái bệnh nhân mà người phụ nữ lớn tuổi gầy ốm, nó có một cái thoát vị gọi là thoát vị bịch, nó qua cái lỗ cái tạng thoát vị, nó chui qua cái lỗ bịch, nó chui qua là một cái lỗ bịch, là một cái phiến huyết ở trên cái xương chậu, ở trên cái xương chậu trong đó có thần kinh bịch ha. Thì cái tạng thoát vị nó chui vào nó kẹt, thì cái bờ tự do của cái ruột nó chui vào mà cái mặt kèo nó không có vào, mà có một cái, nghĩa là cái ruột nó vẫn thông, dịch tiêu hóa nó vẫn qua được. Thì cái thoát vị đó nó gọi là một cái kiểu thoát vị đặc biệt, gọi là thoát vị vi tần, thoát vị tần. Nên chút xíu sẽ phân biệt được thoát vị trực tiếp, thoát vị gián tiếp. Rồi chúng ta ôn lại cái cấu trúc giải phẫu học của cái vùng bẹn ha. Thì có thấy là vùng bẹn, là vùng bẹn các bạn thấy nè ha, một cái cấu trúc ống, cấu trúc ống là nó đi từ ở phía trên, nó đi từ trên xuống dưới, nó đi từ ngoài vào trong. Thì cái lỗ trong cùng này, ở trong cùng này ngay cái chỗ có mặt ngang, mặt ngang thì cái vị trí này gọi là lỗ bằng sau. Cái vị trí ở phía này ngay cái xương mu, cái chỗ cái ống bẹn nó đi ra ra cái vị trí nào một phía ngoài, vị trí này gọi là vị trí của lỗ bằng sau. Thì cái cấu trúc ống bẹn là một cái cấu trúc phức tạp. Ống bẹn gồm có thành phần của ống bẹn, nó có cái thường tinh đi ngang, thường tinh đi ngang. Thường tinh là có gì? Ống dẫn tinh, động mạch, tĩnh mạch, tinh hoàn, cơ nâng bìu, nó nằm ở trong cái nó nằm trong cái cấu trúc này. Nguyên cái này, nguyên cái này gọi là thành phần nó đi trong cái ống bẹn, thì nó đi qua, nó xuyên qua cái lớp của thành bụng, nó đang chéo từ ngoài vào trong. Thì cái này là cũng một cái kiểu, một cái kiểu một cái nó đi cái lớp nó xuyên qua để hạn chế cái tình trạng thoát vị. Chút xíu mình sẽ ôn lại cái cơ chế chống thoát vị. Chúng ta cái bài này là cái bài sẽ được học đi học lại rất là nhiều lần, mà lý do ra làm sao, tại vì cái bài này là về bệnh học, về giải phẫu thì có vẻ là nó về bệnh học thì nó không có khó lắm, nhưng mà về mặt giải phẫu là nó khá phức tạp. Chúng ta phải thuộc những cái cấu trúc giải phẫu học của vùng bẹn này thì chúng ta mới hiểu được vấn đề. Mình chỉ cần nắm được cái cấu trúc giải phẫu này các bạn sẽ được theo dõi ha. Thì ở bao cùng, ở phía bên ngoài cùng, ở phía bên ngoài cùng là cái cân của cái cơ chế vùng ngoài. Cân chế vùng ngoài nó xuất phát từ cái điểm thấp của cái phần ở xương sườn, nó chạy từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong đến gần vị trí của cái dây chằng bẹn, thì cái cơ nó đổi thành lớp cân nó sẽ bám vào cái chỗ trước trên của mu. Cái đoạn mà ra chỗ trước trên của mu dày thành lên thì cái vị trí này gọi là dây chằng bẹn. Nhìn ở phía ngoài gọi nó là dây chằng bẹn, thì sau này phát triển người sẽ cấu trúc ống bẹn, nó nhìn từ ở phía trong thì cái cấu trúc này nhìn ở phía trong người ta gọi là dải chậu mu, thì nó là sự khác biệt. Phía ngoài là cái cơ chế vùng ngoài, còn phía trong là cái cơ ngang bụng ha, cái cơ ngang bụng. Lúc ở phía trong cái cơ chế vùng ngoài là tới cơ chế vùng trong ha, phải cơ chế vùng trong. Cái cơ chế vùng trong rồi ở phía trong nữa là cái cơ ngang bụng ha. Cái cơ chế vùng trong với cái cơ ngang bụng nó dính ngay cái đoạn này, cái chỗ này gọi là cân tích hợp. Sau cái cơ chế vùng trong là một cái giống như phía trước của cái lớp phúc mạc, cái vị trí này nó gọi là mặt ngang. Mặt ngang là một cái cấu trúc chắc, mình cũng tương đối chắc thành bụng ha. Dưới cái lớp mặt ngang là cái mô liên kết, những cái lớp mô liên kết có những lớp mỡ ha. Còn trong cùng là cái khối phúc mạc, thì những cái lớp mạc, cái lớp mỡ, những cái lớp mô liên kết lỏng lẻo ở trong là phúc mạc, ở ngoài là mặt ngang. Thì cái vị trí này là nó giống như một cái khoang gọi là mặt tiền phúc mạc. Thì cái vị trí này được ứng dụng trong cái phẫu thuật nội soi
điều trị thoát vị bạn thì nói cho biết thôi, cái này cái chương trình nó nằm trong cái bài điều trị thoát vị bạn này, thì lúc đó các bạn sẽ học sao. Nhưng cái ứng dụng thì cái cân kết hợp, cái cân hợp kết hợp là kết hợp giữa cơ chế bụng trong và cơ ngăn bụng dưới này, đây là cơ sở của cái điều trị thoát vị bạn theo cái kiểu cái tên cũ là phương pháp Pacini. Phương pháp Pacini nói cho biết để sau này ta có khái niệm. Và cái mô liên kết lỏng lẻo nó nằm ở phía trước khúc mạc và phía sau khúc mạc ngang, thì cái vị trí này thì nó là cái tiền đề cho cái điều trị thoát vị bạn bằng phương pháp nội soi ha. Rồi nãy có cái cấu trúc mà có nhắc với các bạn là vị trí của đầu bạn nông là superficial inguinal spring, là vị trí của cái vị ở phía ngoài, nó xuyên qua cái lớp của cái cân cơ chế bộ ngoài, nó có cái vị trí này là vị trí của gọi là lỗ bạn nông. Thì cái lỗ bạn nông làm cho thần kinh nó chui qua cái lỗ này ha, thần kinh nó chui qua cái lỗ này, thần kinh gồm có động mạch tĩnh mạch tinh hoàn, cơ nâng bìu, ống dẫn tinh, đám rối hình dây leo, là những cái đám đám tĩnh mạch trong cái của cái đi xuống nó nuôi của cái tĩnh hoàn. Thì cái vị trí này là lỗ bạn nông, ở trong cùng là củ mu, nên muốn tìm vị trí của lỗ bạn nông ở đâu thì chúng ta phải tìm được cái củ mu ha. Thì đi thực hành lâm sàng khám bệnh nhân thực tế, cái mặt cái sờ thấy được, sờ thấy củ mu ngay cái góc dây dương vật, chúng ta đổi cái ngón tay lên để chúng ta sờ được cái vị trí, nên là cái móc giải phẫu quan trọng. Thì cái móc giải phẫu này giúp cho các bạn đi khám và đi khám cái bệnh nhân là thực hiện cái nghiệm pháp chọn chạm ngón. Đây là vị trí của lỗ bạn nông. Thì hồi nãy mình có kể cho các bạn nghe là về cái vị trí của cân kết hợp, là sự kết hợp của cân cơ chế bụng ngoài, cân cơ chế bụng ngoài ở đây, cân cơ chế bụng trong và cân ngăn bụng, nó dính nhau, nó trở thành cái cân kết hợp. Khi mà điều trị thoát vị bạn bằng cơ chế sử dụng cân tự nhiên, thì cái lỗ bạn là cái chỗ này, cái vùng này là cái vùng tuyến huyết, thì người ta sẽ khâu cái vị trí của cái cân kết hợp, người ta khâu dính vào cái dây chằng bạn này, khâu dính vào chằng bạn này để điều trị cái khiếm khuyết của thành bụng, hay là cái khiếm khuyết của lỗ bạn qua bằng sử dụng một cái mô tự thông, hay là cái cân của người bệnh nhân dựng này gọi là mô tự thông. Câu hẹp cái chỗ này, đây là cái cơ sở điều trị thoát vị bạn đối với bệnh nhân của bệnh nhân theo phương pháp cũ là phương pháp Pacini. Pacini là một cái ông phẫu thuật viên người Ý, ông này ổng bị cái vết thương chiến tranh, sau đó vết thương là do cái lưỡi lê đâm, sau đó bệnh nhân có đúng ổng còn đúng cái thoát vị sau này, thì ổng mổ được cũng bị tái phát nhiều lần, ruột cũng chưa qua cái chỗ này, sau đó ổng nghĩ cách thì ổng nhờ những người bác sĩ khác mổ cho ổng, thì lấy cái cân này câu khép vào cái lỗ xuống này, thì sau đó trên thế giới mới phát hiện ra cái phẫu thuật Pacini mà vẫn còn sử dụng đến một số nơi vẫn còn sử dụng đến ngày hôm nay. Đây là vị trí của cái vòng của cơ ngang bụng, ngang vòng của cơ ngang bụng vòng lên cái chỗ dày thành lên. Đây là cái điểm, đây là cái mấu chốt của cái cơ chế chống thoát vị tự nhiên. Cơ chế chống thoát vị tự nhiên là cơ chế do cái vòng của cơ ngang bụng này, cơ chế ngang cặp. Rồi các bạn thấy nó có vị trí ở dây chằng bạn nằm ở phía trong, ngay vị trí của gần của xương mu, nó có cái dây chằng. Cái vị trí này cũng khá chắc, ngay xương mu, ở đây là phần củ mu nè, ngay vị trí gần xương mu là một cái điểm đặc biệt dây lên của dây chằng bạn, người ta gọi là dây chằng lược, dây chằng lược. Đây là một số khái niệm để cho các bạn nắm. Đây nó có một cấu trúc ha, các bạn thấy nè ha, cái ông dẫn tình
đi qua ống mẹ. Thì cái thành của ống mẹ các bạn để ý nó có một cái động mạch, cái động mạch này rất là thường gặp, tức là động mạch thượng vị. Động mạch là nó đi vào cái cơ, nó đi vào cái cơ của thành bụng, nó đi vào cái cơ thẳng bụng. Thì cái động mạch này là gọi là động mạch thượng vị dưới. Nên các bạn thấy nè, cái bờ của động mạch thượng vị dưới, phía dưới đây là dây chằng bẹn, phía dưới đây là dây chằng bẹn, còn này là cái bờ của cơ thẳng bụng. Thì cơ thẳng bụng, động mạch thượng vị dưới, dây chằng bẹn, dây chằng bẹn nó hợp lại một cái tam giác gọi là tam giác hai sàn bách. Đây là một cái điểm yếu của thành bụng, một điểm của thành bụng trong cái cơ chế thoát vị bẹn trực tiếp. Chú Sư cho nói khi những người lớn tuổi, những cái bệnh nhân lớn tuổi thì cái cơ, cái cân, cái mặt ăn của chỗ này nó yếu đi, thì đây là tiền đề để cho cái đây là cái điểm yếu của thành bụng. Thì cái tạng thoát vị nó chui qua cái lỗ vị trí này, thì cái tạng lực thoát vị nó chui qua cái vị trí này, nó không mượn đường đi của ống bẹn, thì đây là cơ chế thoát vị bẹn trực tiếp. Trực tiếp có nghĩa là nó đi thẳng, nó không có mượn đường đi. Và chúng ta để ý nè, cái động mạch thượng vị dưới ở đây, cái tạng thoát vị nó nằm ở phía trong động mạch thượng vị dưới, thì cái đây là thoát vị bẹn trực tiếp. Nên nó có mấy cách phân biệt giữa thoát vị bẹn trực tiếp và thoát vị bẹn gián tiếp. Chúng ta dựa vào cái động mạch thượng vị dưới, phía trong của động mạch thượng vị dưới đó là thoát vị bẹn trực tiếp, phía ngoài động mạch thoát vị dưới đó là thoát vị bẹn gián tiếp. Đó là nói cho biết chút xíu sẽ nhắc lại, cũng các bạn không có gì phải lo lắng, chút xíu sẽ được nhắc lại. Tam giác hai xương bé này cũng là một cái điểm yếu của thành bụng. Thấy dưới cái dây chằng bẹn, dưới cái dây chằng bẹn ở phía này, phía trong cùng là củ mù, thì có cái động mạch là tĩnh mạch đùi nó đi qua. Cái dây chằng bẹn chúng ta thấy là có động mạch tĩnh mạch đùi nó đi qua cái vị trí này. Thì động mạch tĩnh mạch đùi nó đi qua, nó có cái bao. Thì cái thoát vị mà nó nằm phía trên của dây chằng bẹn thì gọi là thoát vị bẹn. Mà thoát vị nó nằm ở phía dưới, phía dưới của dây chằng bẹn, mà thường nó nằm ở ngay cái góc, ở cái góc trong, gần cái xương, gần cái củ mù nè. Thì cái này là gọi là thoát vị đùi. Thấy không cái hình này ha, cái này là tĩnh mạch đùi nè, đây là động mạch đùi. Thì cái khối thoát vị nó đi phía dưới của dây chằng bẹn, thì vị trí này gọi là thoát vị đùi ha. Thì nãy có một cái mục tiêu phân biệt đó, thoát vị bẹn với thoát vị đùi, với thoát vị đùi. Thì thoát vị nằm mà nó nằm phía trên của dây chằng bẹn gọi là thoát vị bẹn, thoát vị nằm dưới dây chằng bẹn là thoát vị đùi. Và thoát vị đùi là thường gặp ở cái người nữ ha. Còn thoát vị bẹn là gặp ở người nam giới, hay nói khác hơn là gì, thoát vị bẹn là gặp ở cái người nam, là một cái bệnh chính là ở nam giới. Còn cái thoát vị đùi là bệnh chính là ở nữ giới. Nữ giới có một cái dị tật ở con nít là sự thoái hóa của cái dây chằng tròn, rồi là thoát vị ống nút, thoát vị nút hay chừng nữa cái tới học cái bài nhi hoặc là cái bài sản thì các bạn sẽ học được cái bệnh cái tật đó. Tiếp theo, bản chất của thoát vị bẹn, các bạn ôn lại này ha. Thì đây là cái chậu phía trên, đây là củ mô. Xin lỗi các bạn có nghe rõ không ạ? Dạ rõ. Ok rồi. Các bạn thấy nè ha, đây là vị trí của gai chậu phía trên, đây là vị trí của củ mô. Thì cái những cái tập thoát vị nó nằm ở phía trên của dây chằng bẹn, phía trên của dây chằng bẹn gọi là thoát vị bẹn, nằm ở dưới dây chằng bẹn gọi là thoát dưới dây chằng bẹn. Vị trí này cũng có động mạch tĩnh mạch đùi, đây là thoát vị, đây là thoát vị đùi ha. Còn cái này là chỗ của cái thần kinh nó đi qua. Thì cái điểm này nè, trên dây chằng bẹn, dưới của dây chằng bẹn gọi là lỗ tiền đùi. Thực chất, bản chất thực sự của thoát vị bẹn là thoát vị qua cái tam giác hai xương bách. Hồi nãy chúng ta đã học, chúng ta đã điểm qua rồi. Và cái bản chất thực sự nữa là gì? Thoát vị qua cái lỗ tiền đùi là hai cái tam giác hai, tóm lại về tam giác hai xương bách nó được giới hạn bởi
cơ thẳng bụng, dây chằng đèn và mặt từ phía dưới, và cái lỗ lỗ cơ lược nó nằm trên, gọi là thoát vị bạn, dưới là thoát vị vòi. Nên bản chất đây là hai cái điểm yếu của thằng bụng, thì nó nếu mà nó thoát vị qua cái tam giác hay xem bách thì đó là thoát vị trực tiếp, còn nó thoát vị trên dây chằng đèn hay dưới dây chằng đèn đó là thoát vị bạn hay thoát vị đùi. Thì đây nó có một cái hình nó rất nó mô tả hết những cái cấu trúc này, thì nhìn cái hình này chúng ta sẽ nhớ hết ha. Từ phía nè, qua cái điểm yếu của thằng bụng nè, mình thấy cái động mạch là cơ thẳng bụng, thì cái chỗ vị trí này không đâu, cái vị trí này nè ha, cái vị trí mà tam giác hai xương bát nè, đây là các vị trí của tam giác hai xương bát, đây là vị trí của các vị trực tiếp. Còn cái vị trí mà nó đi đi trong ống bẹn thì đây là các vị bẹn gián tiếp. Vị trí dưới dây chằng bẹn, cái vị trí phòng phòng là chỗ này, đây là một cái các vị đùi. Đây là một cái hình diễn tả được hết cái cấu trúc những cái tạp chất gì, vừa thoát vị bẹn, vừa thoát vị đùi, vừa thoát vị bẹn trực tiếp, thoát vị gián tiếp. Nên hồi nãy giờ nói rất là nhiều, nhưng mà các bạn chỉ cần lấy cái hình này thì chúng ta có thể mô tả lại được. Đây là hết, đây là xong. Thì trong quá trình thành mình chia sẻ cái gì để chỉnh sao tôi gửi cho các bạn khác nha. Thì trong quá trình trong cái phôi thai học á, thì cái lúc mà hình thành phôi thai thì cái tinh hoàn nó nằm ở trong ổ bụng, nằm trong ổ bụng. Thì khi mà con nít nó từ từ nó từ phôi thai nó lớn lên, nó thành bào thai, thì tinh hoàn nó nằm trong ổ bụng, nó di chuyển, nó xuyên qua các lớp của thành bụng, nó xuyên, nó đi từ trên xuống dưới. Khi mà nó di chuyển, nó xuyên qua thì nó làm cái phúc mạc nó bị cuốn theo. Ví dụ tinh hoàn di chuyển, nó đi theo cái phúc mạc nó bị cuốn theo. Thì cái này trong cái bài phôi khoa học người ta có nhắc lại, thì các bạn nhớ lại mở cái bài đó xem lại. Thì khi một cái phúc mạc nó cuốn theo, nó đi xuống dưới thì cái tinh hoàn nó nằm ở trong bìu, thì nó cuốn theo cái phúc mạc. Thì cái phúc mạc này sau khi sinh ra thì cái ống này sẽ nó từ từ nó thối nó biến mất đi. Thì cái ống này gọi là ống phúc tinh mạc. Cái ống phúc tinh mạc do nó chứa cái thần tinh, mình gọi là ống phúc tinh mạc. Ở cái người nữ giới thì cái ống này nó sẽ thối hóa thành cái dây chằng tròn, thối hóa thành cái dây chằng tròn. Thì cái ống phúc tinh mạc, nên các bạn nhớ trong cái bài giải phẫu học, cái bài kinh điển á, trong cái bài kinh điển là thành bụng có mấy lớp, thì ở cái bìu nó cũng có mấy lớp. Thì trong cái cách chia cũ á, một số sách người ta chia thành bụng có 7 lớp, một số sách người ta chia là thành bụng có 9 lớp. Thì theo thì thiên mấy cái căn mở thì nó ra là 9. Còn đúng chuẩn của một cái bài giải phẫu của Granator thì các lớp ở thành bụng nó có 7 lớp. Thì thành bụng nó có 7 lớp này, giống như là hồi nãy tôi cũng vừa mới kể cho các bạn, nó phúc mạc, mạc ngang, cơ chế bụng ngoài, cơ chế bụng trong, thì điện tờ da, ô với da, thì ta điểm đủ 7 lớp. Thì cái lớp của cái cơ bìu, cái các lớp ở vùng bìu nó cũng có 7 lớp giống như ở thành bụng. Khi mà cái tinh hoàn nó di chuyển từ trên xuống dưới mà cái ống này nó không có bít lại, thì tồn tại cái ống này gọi là ống phúc tinh mạc. Thì cái ống phúc tinh mạc nó mà nó tồn tại thì nó gây ra ba cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất gọi là bệnh thoát vị bẹn, cái bệnh thứ hai gọi là nang thần tinh, cái bệnh thứ ba gọi là tràn dịch tinh mạc. Ba cái bệnh lý này người ta xếp vào cùng một nhóm gọi là bệnh lý ống phúc tinh mạc. Ống phúc tinh mạc ta xếp cùng một nhóm, lý do là làm sao? Lý do là nó cùng cơ chế, do nó tồn tại cái ống phúc tinh mạc. Và cơ chế thứ hai và việc thứ hai ta xếp chung nữa là gì? Cái phương pháp điều trị giống nhau, thoát vị bẹn, nang thần tinh, tinh mạc nước hay bệnh lý ống phúc, bệnh lý thủy tinh mạc, thì cái cách điều trị nó giống nhau, hai cách điều trị nó giống nhau, nên người ta xếp nó cùng một nhóm gọi là bệnh lý ống phúc tinh mạc. Cái cách phân biệt giữa một cái thoát vị bẹn, một cái thoát vị trực tiếp hay là một cái thoát vị gián tiếp, nãy là ở hình này luôn ha. Thì nãy tôi có nhắc tới cái vị trí gọi là động mạch thượng vị dưới,
thì các bạn thấy cái hình cái hai cái vị trí này nè, là cái hai vị trí của động mạch từ bên dưới, gồm có động mạch và tĩnh mạch. Cái vị trí này cũng vậy, gồm có động mạch và tĩnh mạch từ bên dưới ha. Thì cái tạng thoát vị nó đi vào trong cái ống hút kinh mạc, nó đi vào ống hút kinh mạc, nó đi vào vị trí của ống bẹn ha. Có thể nó nằm ở vị trí, nó thay đổi vị trí, có thể nó nằm xuống biểu, thì nó mượn đường đi của ống bẹn, thì đây là thoát vị bẹn gián tiếp. Thoát vị bẹn gián tiếp nó đi trong ống bẹn ha, đi trong ống bẹn. Và thứ hai, một cái cách thứ hai là nó nằm ở phía ngoài, nó nằm ở phía ngoài nè, động mạch từ phía dưới nè, này gai chậu trước trên nằm đây nè ha. À, đây là động mạch từ phía dưới, nó nằm ngoài của động mạch từ phía dưới, đây là thoát vị bẹn gián tiếp nè. Rồi các bạn có nhớ cái tam giác hai xin bát lúc nãy không? Cái bờ trong là cái động mạch từ phía dưới nè, bờ trong là mạch từ phía dưới là cơ chéo bụng, cơ thẳng bụng và cái dây chằng bẹn. Thì cái tam giác này chỗ này gọi là tam giác hai xin bát. Thì đây là cái chỗ yếu của thành bụng nữa, thì cái tạng nó không có mượn đường đi, nó đi thẳng qua cái chỗ yếu của thành bụng, nên gọi là kiểu là thoát vị trực tiếp. Rồi thoát vị trực tiếp ha. Cái này là ôn lại cái cấu trúc của thoát vị trực tiếp và thoát vị gián tiếp chúng ta vừa nói với các bạn nè ha. Nó đi trong ống bẹn nè, nó đi xuống nè, hàng ruột nó đi trong ống bẹn, nó đi xuống nè. Các bạn, cái hình này là cũng là cái mô tả là cái lý thuyết tôi vừa mới nói. Hình này nó cũng khá là đẹp nè, nó đi cái tả ruột nè, nó đi trong cái cấu trúc ống bẹn, nó đi xuống dưới, đi xuống biển nè. Động mạch từ phía dưới nè các bạn ha, đây động mạch từ phía dưới này. Thì cái tạng thoát vị nó đi vào trong ống bẹn, nó đi vào trong ống bẹn, nó đi xuống dưới nè, phía ngoài của động mạch từ phía dưới, nên đây là một cái thoát vị, đây là một cái thoát vị gián tiếp. Rồi các bạn thấy động mạch từ phía dưới nè, cái tạng thoát vị nó qua cái chỗ yếu của thành bụng nè, thì đây là thoát vị trực tiếp ha. Qua tam giác nè, động mạch từ phía dưới, cơ thẳng bụng, dây chằng bẹn, cái điểm yếu này tạng thoát vị, thì đây là một cái thoát vị trực tiếp ha. Rồi thì nó có hai cái cơ chế chống thoát vị tự nhiên, đó là cơ chế mạng cọc và cái cơ chế thì cái hai cái cơ chế này làm gì? Khi mà cơ thành bụng nó co, nó làm cho cái vòng của cơ thành bụng nó siết lại, nó che lại cái tuyến phía của thành bụng, đó là cơ chế mạng cọc. Rồi nó là nguyên nhân của thoát vị bẹn là cái gì? Thì nó có hai cơ chế là nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân bất thải. Và bẩm sinh là do sự tồn tại của ống hút kinh mạc, nó phát hiện ở cái tử cung đích, nó sẽ biểu hiện lâm sàng trước 6 tháng tuổi. Và ở người lớn là nguyên nhân bất thải, thì nó vẫn có cái ống hút kinh mạc lớn lên cái ngày cái vị trí của cái ống bẹn là một cái điểm yếu. Khi mà tạng thoát vị nó chui vào cái điểm đó thì ngay chỗ đó điểm yếu nó cuốn theo phúc mạc, thì đây vẫn thoát vị bẹn gián tiếp, thì nó vẫn là cái nguyên nhân mất phải. Và cái sức độ mà thường gặp trên lâm sàng là thoát vị bẹn gián tiếp nó sẽ gặp nhiều hơn thoát vị bẹn trực tiếp. Thì trước đây người ta nghĩ rằng những cái bệnh nhân mà lớn tuổi do những cái mô liên kết nó giảm, do cái sức đàn hồi của mô nó không có được chắc, thì nó sẽ có thoát vị bẹn trực tiếp. Tuy nhiên trên thực tế là trong lâm sàng người ta chứng minh được là gì? Đa phần những cái bệnh nhân mắc phải thì thường là do thoát vị bẹn gián tiếp. Rồi nguyên nhân của bệnh nhân mắc phải là nó có thành bụng nó có hai cái điểm yếu là tam giác hai Steinbeck và cơ liệt. Thì do tuổi cao nè, do cái cơ thành, do những cái cong cơ nó bị nhão đi, nên những mô liên kết nó bị yếu đi, thì nó xuất hiện cái tật gọi là tật thoát vị ha. Hoặc là những cái bệnh nhân giống như cái giống như ông tẩu thoát vị bẹn là cái ông Bassini, thì ông bị một cái kích thương vùng bẹn, sau đó ông đề xuất ra cái phương pháp điều trị cho chính ông luôn. Thì cái đó
nguyên nhân từ một cái vết thương ở vùng miệng. Trước một cái bệnh nhân hốt vì bạn, các bạn đi thực hành các bạn phải phải hỏi cho được ha, phải hỏi cho được. Và cái và các bạn mà không cung cấp đủ đủ mấy cái dữ liệu này á, thì các thầy sẽ đánh giá các bạn là hỏi thiếu ha. Thì cái hỏi là cái yếu tố thuận lợi, yếu tố đơn loại nghĩa là gì, có những cái yếu tố này có thể làm gia tăng cái nguy cơ của bệnh nhân có bị bệnh, nhưng nó không phải là cái nguyên nhân chính ha, nó không phải là cái nguyên nhân chính. Thì trước một cái bệnh nhân thoát vị khám thì đến khám với các bạn vì một cái thoát vị thì các bạn phải hỏi cho được, các bạn phải đặt câu hỏi, các bạn hoặc là các bạn hỏi xong các bạn chép lại trong cái phần bệnh án và trình bày lại, thì các bạn hỏi bệnh nhân có những cái bệnh ho kéo dài hay không. Ho kéo dài là thường là có liên quan tới cái bệnh COPD hay là viêm phế quản mãn tính. Hay bệnh COPD là bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, và có bệnh là bệnh viêm phế quản mãn. Hay bệnh viêm phế quản mãn là bệnh nhân nghe cái bài nội khoa là gì, kẹt đàm ra nó chia ra ba lớp, thì chừng nữa học cái bài nội thầy sẽ dạy cho các bạn liên quan tới cái bệnh lý đó. Thì các bạn phải điều tra, các bạn phải hỏi bệnh nhân có bị ho kéo dài không, và hút thuốc lá, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân làm cho người ta ho kéo dài. Nên trong những cái bài thấy những bài mới của châu Âu á, trong những cái guideline điều trị của châu Âu á, thì người ta hỏi, người ta đưa cái yếu tố hút thuốc lá là cái yếu tố thuận lợi của người bệnh, hay cái yếu tố thuận lợi cho người bệnh. Hôm nay dạy học thì cái chuyên gọi là cái điều kiện. Nó chắc mai anh dạy học không? Chắc ngày mai được, ngày mai là mốt rồi, chắc chiều mai khoảng 4 giờ rồi, 3 rưỡi rồi. Thôi bị chắc giờ là thứ năm, tôi cũng không gọi lắm, chắc giờ được thứ năm giờ mai. Được. Rồi, xin lỗi các bạn. Thì các bạn phải nên hút thuốc lá, trong cái tôi thấy như trong những cái gai lại của châu Âu á, thì người ta được đưa vào cái việc hút thuốc lá là cái yếu tố thuận lợi của cái yếu tố thuận lợi của cái thoát vị bệnh. Các bạn phải điều tra cho được cái bệnh nhân có phải rặn thường xuyên hay không. Ví dụ như bệnh nhân bị bú truyền tuyến, bệnh nhân phải đi tiểu thì rặn kéo dài với rặn liên tục, ăn rặn liên tục, thì đó là cái yếu tố thuận lợi của thoát vị bệnh. Và trong ngoài tổng quát thì có những cái bệnh nhân bệnh lý liên quan tới đường tiêu hóa thì bệnh lý táo bón, cái bệnh lý táo bón cũng khiến cho bệnh nhân phải rặn liên tục. Thì nó có những cái bài táo bón như thế nào thì các bạn phải chịu khó học những cái bài đó em để phân biệt được cái một bài. Những cái bệnh nhân có thai ha, bệnh nhân có thai thì làm cho cái thành áp lực trong ổ bụng nó tăng lên thì cũng có thể là cái yếu tố thuận lợi của thoát vị. Và đặc điểm ở những cái người sơ gan á, ở những cái bệnh nhân sơ gan thì dịch trong ổ bụng, áp lực trong ổ bụng nó tăng lên thì nó cũng gây ra một cái yếu tố thuận lợi của thoát vị bệnh. Tuy nhiên ở những cái người sơ gan á, có một cái áp lực của bụng tăng lên á, cái lúc mà học cái bài cán bụng á, các bạn nhớ cái từ trong cái bài thoát vị bụng, trong cái bài khám bụng á, là rốn có lồi hay là không lồi thì nó liên quan tới cái bài cổ trướng, liên quan tới cái thoát vị bạn nè. Nên trong những cái bệnh lý sơ gan nó có cái bệnh thoát vị và gọi là bị rốn, thì áp lực của bụng nó tăng liên tục, thành bụng những cơ mô liên kết nó giảm, thì ngay cái chỗ rốn cũng là một cái điểm yếu. Nên các bạn để ý trong cái bài đó, các bạn hay tả các cơ hình như nó có cái câu kinh điển mà ta tả cho các bạn biết là rốn có lồi hay là rốn không lồi, thì đây là giúp phân biệt được một cái bụng bán hay là bụng chướng do dịch với bụng chướng do hơi, giống vậy. Ít bữa thì các bạn học tới cái bài khám bụng thì các thầy sẽ dạy các bạn cái việc đó. Thì nói tóm lại, các bạn phải khai thác cho được, phải hỏi cho nó kỹ. Thì cái bài thi hay là cái bệnh án mình nó mới có đạt yêu cầu được hay không, thì các bạn thể hiện được những cái yếu tố thuận lợi của cái phát triển này. Thì
nhiều quá mình không nhớ, thì mình nhớ được cái chữ keyword là, các bạn nhớ được cái chữ keyword là các yếu tố làm tăng áp lực của bụng ha. Thì ho nè, rặn nè, có thai, cổ trướng là các yếu tố tăng áp lực, tăng áp lực của bụng. Tuy nhiên nó thêm một số nghề, ví dụ như là những nghề bốc vác, bệnh nhân phải phiên vác bụng nặng liên tục, thì cái đó cũng là bệnh nhân phải gồng bụng kéo dài, thì cái đó cũng là yếu tố tồn tại. Tuy nhiên mấy cái này các bạn thấy cái đó nó đặc điểm hơn, không rõ nên các bạn cũng đưa vào đây. Ồ, trước một cái người, trước một cái bệnh nhân, trước một cái bệnh nhân có một cái chiếc problem hay một cái lý do tới khiến cho người ta đi khám bệnh với bác sĩ là một cái khối phồng ở vùng bẹn. Thì cái khối phồng đó là cái gì? Và các bạn phải hỏi tiếp là đặc tính của khối phồng nó làm sao. Thì đặc tính của cái khối phồng, đặc tính của khối phồng ở vùng bẹn, thì cái này là cái tình huống ha. Thì cái bệnh nhân khối vùng bẹn tới khám thường nó có hai ba cái tình huống. Thứ nhất, tình huống thứ nhất, người ta sẽ đến khám với bạn ở một cái tình huống là bệnh nhân có một cái khối phồng ở vùng bẹn, nó lúc có lúc không, lúc có lúc không, nó tăng lên khi đạt, khi đi lại, hay là diễn tả cái chữ đó đúng trong sách vở là gì, một cái khối phồng ở vùng bẹn nó xuất hiện lúc mà đi lại, hay là lúc ho, lúc rặn, nằm nghỉ ngơi là nó mất, hay nằm nghỉ ngơi là nó mất. Đó là đặc tính của khối phồng, nó như là lúc có lúc không, nên là nghỉ ngơi nó mất. Rồi tình huống thứ hai khi phát hiện là gọi là tình cờ phát hiện bệnh. Tình cờ phát hiện bệnh thì tình cờ phát hiện bệnh là bệnh nhân đây thường, ví dụ như các bạn trẻ, ví dụ tới tuổi đi nghĩa vụ quân sự, không có biết có thoát vị, đi bác sĩ là bắt phải ho, phải rặn, phải chạy, ví dụ như để khám phát hiện hay có khối phồng, thì cái đó gọi là khám, gọi là dịch tình cờ phát hiện bệnh. Và cái tình huống thứ ba là bệnh nhân có thoát vị trước cũng không biết, mà bệnh nhân nhập viện trong tình huống cấp cứu, là bệnh nhân có, hoặc là bệnh nhân có cái khối thoát vị trước đó, thì sau đó cái khối thoát vị nó xuống, nó không lên được, thì đó là gọi là thoát vị, thoát vị nó nghẹt hay thoát vị nghẹt, đã đề cập ở trong cái phần dịch nghĩa. Tức là bệnh nhân có vị bẹn thường nó có ba cái tình huống. Tình huống thứ nhất là một cái khối phồng nó lúc có lúc không. Tình huống thứ hai là phát hiện tình cờ. Tình huống thứ ba là cái khối phồng nó xuống mà nó không lên được. Nên cái bệnh nhân, đối với cái bệnh nhân tới khám với bác sĩ đã có một cái lịch sử đó, có một cái tiền sử trước đó là có một cái khối phồng. Tuy nhiên cái đợt này cái khối phồng nó xuất hiện, nó xuống mà nó không lên được, nó làm cho nó đau, thì các bạn phải định, phải trong đầu cái người khám, trong đầu cái người thầy thuốc phải nghĩ ra cái việc đây là cái khối phồng nhẹ nhẹ rồi. Cái này tới đây mới là đoạn chính của các bạn. Tới bệnh nhân có cái chiếc cầm len, ba cái tình huống vừa kể trên, thì các bạn phải giải thích, phải nói như thế nào, chúng ta các bạn phải lý giải cho được cái lý do tại sao cần phải khám cho bệnh nhân biết. Alo, các bạn phải nói cho được cái gọi là gì, cái lý do hay là cái lợi ích sau khi khám. Bạn sẽ thu nhận được cái thông tin gì, cái lợi ích cho cái việc khám. Và đây là cái dữ liệu rất là quan trọng, và cái bạn đánh giá được cái kỹ năng giao tiếp tốt giữa các bạn của bạn đối với bệnh nhân. Và trong cái phần bản kiểm mà lâu lúc mà có cái bài thực hành á, thì cái bản kiểm này tôi gửi cho các bạn á, thì cái điểm mà bạn ngồi bạn giải thích với bệnh nhân là tại sao phải khám nè, lý do phải khám nè, khám cái vùng này nó hơi khó chịu nè, các cái vùng này nó bất tiện nè, tại đây là một cái vùng những cái vùng gọi là khám nó cũng tế nhị, thì bệnh nhân đồng ý khám, thì cái việc đó là gì, các bạn sẽ được kiểm tra nè. Và trong cái phần cái bản checklist mà tôi gửi cho các bạn trong cái bài thực hành á, thì cái đoạn này điểm cộng số điểm nó sẽ cao hơn mấy phần khác, nên các bạn phải giải thích, phải nói cho được cái việc cần tiến về khám bệnh ha.
đó đó là việc thứ nhất, lý do cần phải khám và lợi ích cái thu được đối với người bác sĩ là cái gì và những cái bất lợi đối với bệnh nhân là gì, làm cho người ta khó chịu chẳng hạn, thì lợi ích cần thiết và những bất lợi cần phải khám và những cái thông tin các bạn thu nhận được sau khi các bạn khám, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, khám có thể là một cái vùng gọi là vùng tế nhị, vùng tế nhị các bạn phải bộc lộ vùng khám, bộc lộ bộ phận sinh dục, thì phải có một cái người thứ ba chứng kiến, bạn phải mời cái cô y tá hay là cái người bạn của mình đứng chứng kiến cho các bạn, chứng kiến để làm chứng là gì, mục đích là chỉ có khám thôi, không có làm cái mục đích riêng tư nào khác, để bảo vệ cho các bạn. Nên điểm của phần này cũng rất là cao. Lý do ra làm sao việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng nó là một cái chứng cứ pháp lý để bảo vệ cho các bạn, để bảo vệ cái sự an toàn cho chính cái người khám và bảo vệ cho cái nhân viên y tế. Và các bạn lưu ý, hốc vị là bệnh nhân nam thì có cần có người thứ ba hộp, thì xin thưa với các bạn là cái việc này là cần. Thì cái những cái giới nam nữ LGBT gì đó, mình không biết cái chữ đó sao, nó cũng rất là nhiều, mình nó cũng rất là phức tạp, mình các bạn phải để ý việc đó. Khám nữ khám nam, đối bệnh nhân nữ bệnh nhân nam nào cũng phải có người thứ ba, đó là cái việc bạn chuẩn bị cho bệnh nhân, chuẩn bị mục đích trong buổi khám là cái gì, lợi ích các bạn thu được là cái gì, những cái bất lợi đó với bệnh nhân ra làm sao, nên là có người thứ ba. Đây là cái tổng số điểm cái phần khám, và cái phần này tôi cho điểm nó cao lắm, thì nó liên quan tới kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt nếu bệnh nhân không đồng ý thì các bạn phải hẹn khám bệnh nhân vào một buổi khác, khám bệnh nhân một giờ khác, chứ là không được ép buộc bệnh nhân tới khám. Đó là người phía mặt chuẩn bị về phía bệnh nhân, và chuẩn bị thì như phía bác sĩ ha, và chuẩn bị phía bác sĩ là sao, cái người khám phải mặc trang phục y tế ha, phải có áo blue, vùng này là vùng sinh dục có tiết dịch ha, thì chúng ta phải bảo vệ cho cái người bệnh ha, bảo vệ cho chính cái người khám, chúng ta phải mang găng ha, mang găng mới được khám, đó là chuẩn bị về găng. Một số nơi người ta còn cẩn thận hơn, cái người khám phải mang cái tập về để che cái phần bụng phía trước, người ta sợ những cái dịch tiết gì nó quấy bẩn vô người, thì tôi thấy những việc đó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà tuy nhiên là gì, ở bên mình thì nên ta chưa làm cái điều kiện, chưa làm được cái việc đó, chưa làm được cái việc đó. Cái người khám phải mặc áo lưu nè, phải mang khẩu trang nè, phải mang găng tay nè, đó là chuẩn bị về phía khám. Rồi chuẩn bị về phía bệnh nhân, chuẩn bị phía bệnh nhân thì nãy nói rồi, thì phải chuẩn bị cái giải thích cho bệnh nhân, nói rồi ha. Rồi cái phòng khám ha, điều kiện của cái phòng khám ha, phòng khám là gì, phải có đầy đủ ánh sáng nó phải tốt. Cái thứ hai là cái nó có cái giường khám ha, có cái giường khám. Rồi phòng nó mình phải có đầy đủ ánh sáng, do khám với vùng bộ phận sinh dục nên phải được che chính này, nên phải được che chắn và kín đáo. Cái câu này che chắn kín đáo, từ cái lúc đi thực hành lâm sàng thì chúng ta nghĩ là thực tế nó có được giống vậy không, hay là chỉ mang một cái tính cách lý thuyết thôi, thì đó là việc chúng ta cũng phải suy nghĩ. Thì cái việc khám nè, cái việc chuẩn bị bệnh nhân nè, đó làm xong, đó là tư thế. Rồi bước sang là cái tư thế khám, thì nó có hai cái cách khám ở bệnh nhân, khám ở cùng bạn này, đó là tư thế bệnh nhân nằm và tư thế bệnh nhân đứng. Nếu bệnh nhân nằm thì cái người khám bác sĩ hay thầy thuốc nằm ở vị trí đứng. Bệnh nhân bị thoát vị bên nào thì đứng bên đó, ví dụ bệnh nhân bị thoát vị bạn bên phải thì nó giống như cái bài khám bụng vậy đó. Trong tất cả bài khám hay tất cả những cái phẫu thuật hay cái gì liên quan tới bệnh nhân đó, thì chỉ trị những trường hợp lạ thôi. Các bạn nhớ cái việc là vậy, cái người khám đứng phía bên phải ha, cái người khám đứng phía bên phải là đúng. Thì trong cái phần tư thế này nó có hai cái tư thế mà chúng ta cần phải lưu ý, là khám bệnh nhân ở tư thế nằm và khám bệnh nhân ở tư thế đứng. Khám bệnh nhân ở tư thế nằm thì người khám phải đứng, còn bệnh nhân đứng thì cái người bác sĩ ngồi.
À, chứ phải bác sĩ nằm. Em nhớ nhớ cái chuyện đó. Bệnh nhân đứng thì cái người bác sĩ ngồi ngồi trên ghế để khám. Rồi. Khám một cái khối phòng ở vùng bẹn, tìm hỏi cái đặc tính của khối phòng, hỏi cái đặc tính của khối phòng là gì, khối phòng nó lúc có lúc không, nó thay đổi theo, nó thay đổi theo tư thế hay nó thay đổi khi gắng sức, nó xuất hiện lúc gắng sức và nằm nghỉ khi nghỉ ngơi, nghỉ khi nghỉ ngơi hay hay là diễn tả cái chữ này là gì, có cái phòng có phòng, thì mình nghe được cái chữ đó là mình đoán được cái bệnh nhân là đã thoát vị rồi. Đôi khi cái thành phần trong túi thoát vị là cái bàng quang thì bệnh nhân cũng có cái chiếc còn đang là rối loạn đi tiểu, nhưng mà cái việc này cũng hiếm gặp, nó thoát vị này người ta gọi là thoát vị trường. Lúc khám chúng ta hỏi những cái triệu chứng cơ năng, những cái triệu chứng thực thể. Hồi nãy thì chúng ta hỏi đặc tính của khối phòng lúc có lúc không, thì chúng ta hỏi tiếp theo bệnh nhân có đau hay không ha. Mà bệnh nhân mà khối phòng mà đau lúc có lúc không, khối phòng lúc có lúc không, rồi đột nhiên cái khối phòng nó xuống mà nó không lên được, thì cái người bác sĩ khám mới lưu ý, à gần đây là cái khối phòng nó bị kẹt rồi, thì bạn phải chứng minh cái thoát vị này nó là một cái thoát vị nghẹt. Thoát vị nghẹt thì phải có chỉ định phẫu thuật, hay chỉ định phẫu thuật cấp cứu, hay chỉ định mổ khẩn cấp, mà cái thời gian mà cái ruột mà nó chui xuống dưới qua cái lỗ thoát vị nó xuống nó không lên được, thì nó là gì, thời gian mà dẫn tới quả chủ ruột đó, thì nó nằm trong 1 tới 6 tiếng, hay 1 tới 6 tiếng nó là nó chưa bị hoại tử, sau 6 tiếng là nó khả năng nó bị hoại tử rất là cao. Tuy nhiên điều này nó phụ thuộc vào cái lỗ của cái cổ túi thoát vị, mà cái lỗ nó nhỏ quá thì khả năng nó hoại tử ruột càng lớn. Thì một cái bệnh nhân mà khối phòng lúc có lúc không mà nó xuất hiện triệu chứng đau là cái người bác sĩ phải lưu ý ha. Và đặc điểm cái người cái bệnh nhân thoát vị là nó đau nhẹ nhẹ thôi, nó hao nó tức tức thôi, và nó đau lan tới mặt trong người. Thì cái này trong thực hành lâm sàng thì người ta kêu cái kiểu đau gọi là đau di chiếu, có nghĩa là bệnh ở trên thành bụng, tổn thương thành bụng, nhưng mà đôi khi nó đau đau xuống đùi đó, đau ở ở bì quá ha. Thì có một số cái bệnh nhân nặng cái thoát vị nó chui xuống nó nằm trong bì quá, làm cho người ta phải căng cái tức cái bì, người ta khó chịu ha. Thì cái chữ hỏi thì các bạn phải lưu ý, các bạn phải nhấn mạnh được cái gì, thời gian nó bắt đầu khởi phát và kéo dài nó là bao lâu rồi, thời gian nó là khởi phát là 5 năm 7 năm, thì cái này nó liên quan đến tiên lượng cái khả năng phục hồi, tiên lượng cái khả năng tái phát, cái khả năng phục hồi nó dễ hay không, nó thuận lợi hay nó không thuận lợi, và đánh giá khả năng tái phát có thời gian kéo dài. Thì đương nhiên cái ruột nó chui xuống dưới nè, xuống dưới đầu thì nó có những cái liên quan tới những cái việc mà phát bị kẹt, có bị kẹt, và cái khả năng đánh giá cấu trúc sàn quẹn, đánh giá cái mức độ tái phát thôi, cái cân của thành bụng nó có chắc hay không. Thì các bạn phải viết làm sao cho nó nhấn mạnh được cái điểm là gì, thời gian bắt đầu khởi phát và cái nó kéo dài được bao lâu rồi, cái đó là cái câu chính đó. Rồi khám lâm sàng ha, chúng ta phải quan sát cái khối phòng, quan sát cái khối phòng ở vùng bẹn. Thì quan sát cái khối phòng vùng bẹn đều, hay quan sát cái phòng vùng bẹn đều, và chúng ta phải quan sát được hai bên, rồi chúng ta sờ nắng ha. Thì cái bài thực hành nguyên tắc là quan sát, quan sát ở vùng bẹn nè, phải bộc lộ vùng khám qua khỏi vùng bẹn nè, quan sát hai bên nè. Rồi chúng ta yêu cầu bệnh nhân đẩy cái phòng lên trên, hay là cái người khám đó, cái người thầy thuốc đẩy cái khối phòng ngược lên trên, yêu cầu bệnh nhân ho hay rặn, quan sát cái khối phòng lúc mà bệnh nhân ho hay rặn, quan sát cái khối phòng nó xuất hiện. Đây là niệm pháp Van Sava. Thì cái niệm pháp Van Sava này nó ứng dụng nhiều, trong đó tôi biết được thì nó có ba cái chuyên khoa là ứng dụng cái niệm pháp này, nó làm tăng áp lực trong cái khoang, là nhất là bệnh nhân ở cái tai mũi họng, bệnh nhân bị ù tai, bệnh nhân ù tai, hay là các bạn đi du lịch, bạn đi ở một cái thang máy cao tầng, ví dụ Landmark 81 chẳng hạn, thì cái khi mà đi thang máy nó thay đổi cái áp suất không khí từ thấp đến cao, thì nó thay đổi áp suất không khí, thì lúc đó chúng ta làm sao, chúng ta phải thổi phồng cái má lên, nhưng mà được để được nó hơi nó thoát ra ngoài, cái đó là cũng là nghiệm pháp Vaisava. Và nghiệm pháp Vaisava này ứng dụng trong các tim mạch,
thì lúc học đi khám tiền học thì các thầy chỉ như các bạn. Còn trong pháp vị bạn thì yêu cầu bệnh nhân ho hay rặn, chúng ta quan sát cái khối phòng ở vùng bạn nó xuất hiện, khối phòng ở vùng bạn này nó xuất hiện cái nó tăng áp lực lên, thì quan sát khối phòng xuất hiện. Thì trong một số quyển sách các bạn thấy được cái chữ là nhìn thấy khối phòng đi từ trên xuống dưới, đi từ trong ra ngoài, nhìn đây là khối pháp vị trực tiếp. Tôi nghĩ cái việc này nó khó lắm, các bạn thấy được khối phòng nó xuất hiện là hay lắm rồi. Em nên là làm cái nghiệm pháp Vaisakha này để phân biệt giữa trực tiếp với gián tiếp, tôi nghĩ là một cái việc khó ha. Mình nhận việc làm nghiệm pháp Vaisakha này để confirm lại có pháp vị hay không, pháp vị hay không. Thì đôi khi bác cận cũng không có thấy được cái pháp vị, thì các bạn phải yêu cầu kêu bệnh nhân là phải đúng như phải tăng áp lực ở bụng lên, ví dụ như ho hay rặn nè, hoặc kêu bệnh nhân chạy tại chỗ nè, hoặc là yêu cầu bệnh nhân phải đi mặc đồ vô và đi lại vòng vòng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ hoặc hay là nửa tiếng gì đó cho bệnh nhân quay trở lại, thì mới đánh giá được em có xuất hiện cái pháp vị ở bụng lên hay không. Đối với những cái bệnh nhân mà có cái pháp vị mà nó khó chẩn đoán ha, hoặc là các bạn không thấy được mà các bạn vẫn nghĩ đây là cái pháp vị nhẹ, thì các bạn yêu cầu bệnh nhân là đi tới đi lui hay là chạy tại chỗ ha, chạy tại chỗ xem có phòng nó xuất hiện hay không, cũng là về lý thuyết đây cũng là một cái nghiệm pháp Vaisakha ha. Và điều kiện của làm nghiệm pháp nhân chưa, điều kiện của các bạn làm nghiệm pháp Vaisakha là cái gì? Điều kiện làm nghiệm pháp Vaisakha là cái người khám hay bệnh nhân phải đẩy hơi pháp vị vào trong, đẩy hơi pháp vị vào trong. Cái người bệnh nhân tập có nhiều kinh nghiệm lắm, thì người ta sẽ biết được cái cách đẩy cái thứ pháp vị vào trong như thế nào. Đây là cái điều kiện của cái nghiệm pháp Vaisakha. Nó có các bạn có một cái nghiệm pháp thứ nhất, nó nằm trong mục tiêu của các bạn. Thì cái nghiệm pháp thứ hai là nghiệm pháp chạm ngón. Ha, chạm là chạm vào ngón tay ha, chạm vào ngón tay. Thì các bạn thấy nè, ngay cái gốc dương vật nè, đều nè, thì các bạn sờ, bạn tìm vị trí của củ mu, thì kế bên củ mu các bạn sẽ cảm nhận được một cái lỗ ha, một cái lỗ. Thì kỹ thuật làm nghiệm pháp chạm ngón này như thế nào, đây kỹ thuật nào làm pháp chạm ngón nè. Cái bệnh nhân pháp vị bệnh bên phải, người đứng phía bên phải của bệnh nhân, cái mặt lòng của ngón tay nè, mặt lòng của ngón tay hướng về cái gì chẳng bạn, hướng về cái gì chẳng bạn, cái hướng về mặt lưng ở phía trong. Rồi điều kiện của cái nghiệm pháp chạm ngón này là cái gì? Điều kiện của nghiệm pháp chạm ngón này cũng yêu cầu bệnh nhân đẩy cái pháp vị vào trong, cái người khám sờ ngay cái góc vị chân vật, tìm vị trí của củ mu, tìm vị trí của lỗ bệnh nông, từ vị trí của lỗ bệnh nông chúng ta xác nhận được cái chúng ta tìm cái được đi tìm được vị trí của ống bẹn. Sau đó yêu cầu của bệnh nhân ho hay rặn, các bạn cảm nhận được cái tạng pháp vị nó đụng vào cái đầu ngón tay, đụng vào cái đầu ngón tay, thì đụng vào đầu ngón tay chứng tỏ là gì? Cái tạng này nó đi vào trong ống bẹn, thì nhớ là tạng nó đi vào trong ống bẹn, nó mượn đường đi vào ống bẹn, thì đó là pháp vị bẹn gián tiếp. Và cái pháp vị người ta tả vào được, nó đụng vào cái mặt lưng của ngón tay, mặt lưng ở phía bên đây nè, nó đụng vào mặt lưng ở đây, thì đây là pháp vị bẹn trực tiếp nha. Và đây là một cái hình mô tả, hai cái hình này là một, đây là cái sơ đồ và đây là cái hình. Thì tìm vị trí của ngay cái góc vị dương vật, tìm vị trí của lỗ bệnh nông, hướng vào mặt lòng của bàn tay hướng về dây chằng bẹn, yêu cầu nên ho rằng khối thoát vị đụng vào đầu ngón tay là thoát vị bẹn gián tiếp, khối thoát vị đụng vào mặt lưng ngón tay là thoát vị bẹn trực tiếp. Rồi nó có một cái hình trên thực tế, các bác sĩ làm cái test, nhận là cái nghiệm pháp chạm ngón như thế nào, thì mời các bạn xem một cái đoạn phim sau đây. Ở đây là cái đoạn phim ha, chúng ta xem trước, không biết các bạn có nghe tiếng được hay không, nhưng mà sau đó
Rồi, các bạn coi phim chứ mình sẽ nói tiếp nha. Rồi. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Đây là thí nghiệm tháp Zeeman. Thí nghiệm tháp này thì học chơi cho biết là cái nghiệm tháp này có nhỏ là cái độ chính xác nó không cao em. Thì cái vị trí của cái ngón trỏ này nằm ở vị trí của nằm vị trí của lỗ vẹn sau ha, vị trí ở của lỗ vẹn sau, vị trí của cái ngón giữa này nằm ở trên thần kinh ha. Cái vị trí của ngón bốn, vị trí của ngón bốn nằm trên dây chằng bẹn, dây chằng bẹn. Cái ngón vị trí của ngón năm á nằm ở dưới cái dây chằng bẹn ha. Nếu mà khối thoát vị nó yêu cầu bệnh nhân ho hay rặn nó đụng vào cái ngón năm á thì nó là thoát vị đùi. Nó chèn ở lỗ đằng sau ngón trỏ đụng vào lỗ đằng sau có lúc nào không xuất hiện á, mà nó vẫn có vết hồng thì nó đụng thì nó nếu mà đụng vào cái ngón trỏ đụng vào cái họng thì thoát vị gián tiếp. Nó đụng vào cái ngón bốn này thì nó phải được có thoát vị trực tiếp. Cái nghiệm pháp này nó sai nhiều lắm nên hiện giờ người ta không có sử dụng cái nghiệm pháp này nữa, nên tôi cũng không có bài học để cho giống như vấn đề được biết về mặt lịch sử thôi, chứ cái nghiệm pháp này không có xài nữa nên cái độ chính xác nó không có cao. Rồi. Bài đó là nghiệm pháp tiếp theo là nghiệm pháp chẵn lỗ vẹn sau. Đây là một cái bài kinh điển trong một cái hình kinh điển, thấy cái hình nó cũng đẹp nên để lại cho các bạn coi ha. Thì các bạn thấy nè, đây là cái gai chậu tiếp trên, đây là phủ mô, đây là vị trí của lỗ vẹn sau. Occlusion test, occlusion là cái test nó làm tắt là hay là dùng chặn chặn. Thì các bạn xác định vị trí của gai chậu trước trên phủ mô, chúng ta thấy vị trí trung điểm của cái đường nối gai chậu trước trên với phủ mô, chúng ta kéo một trong mỗi 2 cm, chúng ta dùng mấy ngón hai ngón ba chúng ta chặn cái lỗ này. Đây là tương ứng vị trí của lỗ vẹn sau. Và điều kiện của cái nghiệm pháp chặn lỗ vẹn sau này là cái gì? Điều kiện của nghiệm pháp chặn lỗ vẹn sau này thì các bạn vẫn phải làm gì? Yêu cầu bệnh nhân hay là cái người khám phải đẩy cái khối thoát vị vào trong, đẩy cái khối thoát vị vào trong và dùng ngón tay để chặn lại cái vị trí này thì nó là occlusion test. Nên cái hình này nó thành dạy kinh điển trong cái bài này, người ta vẽ là thật, nó cũng không có hình này không đẹp nhưng mà tôi thích những cái giá trị kinh điển để cho các bạn xem cái hình này ha. Rồi. Thì nó tốt là một cái gì khác ha, các bạn coi cái phim. Các bạn thấy gì ha? Phủ mô ha, cái vị trí của sau. Rồi, các bạn thấy cái thoát vị nó chạy theo hình là rất là đã rồi. Rồi. Thì có ba cái test mà là cái nó có trong cái bài kiểm tra hay cái bài thi của các bạn, là các bạn nhớ là cái nghiệm pháp là nghiệm pháp Van Sava, nghiệm pháp chạm ngón và nghiệm pháp chặn lỗ bên sau ha, nghiệm pháp chặn lỗ bên sau. Thì những cái nghiệm pháp chạm ngón chặn lỗ bên sau thì thực hiện để chi? Thực hiện để phân biệt đây là một cái thoát vị bẹn trực tiếp hay là một cái thoát vị bẹn gián tiếp, hay thoát vị bẹn trực tiếp hay thoát vị bẹn gián tiếp. Nhưng
thì với sự phát triển của y học ha, người người ta xác định ha, người ta chẩn đoán là trước mổ là xác định bạn trực tiếp và phát hiện gián tiếp là sau mổ thì tập xét lại, thì cái đó là cái kiểu phân biệt phát hiện trực tiếp không với gián tiếp trên lâm sàng. Thì sự phẫu thuật nội soi người ta nhìn một cái góc phát hiện từ một cái góc độ khác, là ta nhìn cái những cái tạng thấu vị ở phía trong nhìn ra, hay người bình thường ta tiếp cận ở phía ngoài nhìn vô, thì người ta thay đổi được một cái quan điểm là đối với những cái các bạn làm những cái test, là những cái test vừa mới học, thì các bạn chẩn đoán thì cái độ chính xác được có khoảng 50% này. À, nên mình học hiện đại ha, hiện đại thì có những bài này thấy nó đã đưa vào trong y văn, có nghĩa là gì, những cái test chẩn đoán này độ chính xác nó được khoảng 50%, nên các bạn phải học theo cái kiểu của những cái kiểu giống như cái kiểu cái phong cách của cái nhóm mà tác giả người Mỹ á, thì người ta chẩn đoán người ta chẩn đoán nó luôn những cái test, những cái dấu hiệu lâm sàng, những triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, người ta hay bỏ con số nào thì người ta có làm nghiên cứu, thì các bạn phải học theo cái thói quen đó ha. Ví dụ như những cái test chẩn đoán này ha, nên lớp bữa các bạn có học những cái gọi là gì, độ chính xác, thì độ chuyên, độ đặc hiệu, thì chúng ta phải nhớ cái số ha, chúng ta nhớ cái số, thì khám này nó có lầm lẫn hay không, và nó cũng có lầm lẫn ha. Thì thêm nữa, có cái bệnh nhân nó có thoát vị, có thói thoát vị nó chưa xuống đều, có thoát vị nó chưa xuống đều, thì cái người khám hay làm cái gì? Hồi nãy là nói về cái thoát vị, nó nãy giờ mình nói về cái thoát vị nó chạy lên chạy xuống, thì cái này mình làm ba cái biện pháp trên. Còn đối với những cái thoát vị mà nó xuống tới đều rồi, thì nó có một cái statement giống như vậy nè, đối với những cái thoát vị mà cái túi thoát vị nó nằm ở trong cái đều, thì cái nguyên nhân thoát vị nó, hay là cái kiểu thoát vị này là túi thoát vị gián tiếp, thì cái câu này là gián tiếp là luôn luôn đúng, thực ra cái câu này nó không chính xác lắm ha. Cái túi thoát vị nó xuống được bìu thì nó vẫn là trực tiếp, vẫn có thể là gián tiếp, nên cái chuyện đó là nó không chắc lắm, còn phát biểu mà người ta lập luận cái nó tới tối thoát vị nó đi thẳng trực tiếp từ trên xuống dưới, nó đi vào trong biểu, thì đây là thoát vị bạn, đây là thoát vị bạn gián tiếp, thì điều này nó không có đúng ha, điều này nó không có đúng rồi. Khi có một cái thối thoát vị ở trong cái biểu, thì cái người thầy thuốc, cái người bác sĩ phải chẩn đoán phân biệt đây là một cái tràn dịch tinh mạc, hay là cái bệnh gọi là thủy tinh mạc, hay là tràn dịch tinh mạc, hay cái thủy là dịch đó ha, thì chỉ là chỉ tràn dịch tinh mạc hay là thủy tinh mạc, chữ này nó đều đúng hết. Khi đó cái biểu nó đều cũng nhân to, thì muốn phân biệt được trong thành phần của cái chất ở trong biểu là cái gì thì bạn chứng minh được, thì khám nãy giờ thấy có nhìn sờ rõ nghe, thì khi khám thoát vị các bạn không có rõ ha, thì các bạn có cái động tác nghe, thì cái lúc đó thì các bạn có nghe cái nhu động ruột nó có hay không ha, nhu động ruột nó có hay không. Rồi cái người bác sĩ siêu âm á, ví dụ như thấy cái tiền to, thì cái người bác sĩ siêu âm người ta chỉ chứng minh các bạn trong thành phần nó có ruột hay không, người ta chứng minh cái việc này nó có chuyển động rau, cái chuyển động của cái chất trong lòng ruột nó giống như chất cặn lẫn lơ trong lòng ruột á, ta xem cái có chuyển động rau hay không. Rồi một cái test để chứng đoán, hai nữa là chứng đoán các bạn soi đèn ha. Bệnh nhân mà có cái biểu nó căng lên á, tơ đèn thì yêu cầu các bạn có cắt đèn ở phòng khám ha. Thì cái điều lúc này cái điều kiện khám là gì, ánh sáng chói chang là không đúng, mà thì các bạn phải tắt đèn và khám, ví dụ cái ánh sáng xuyên qua thì nước làm cho ánh sáng xuyên qua được, thì các bạn sẽ thấy được, ví dụ xuyên qua các bạn sẽ thấy cái biểu nó càng đỏ lên, còn ví dụ như trong thành phần nó túi, trong thành phần là ruột, trong thành phần đó là màng mỡ chạy, thì cái ánh sáng nó không có xuyên qua được, ăn không xuyên được. Thêm một cái nghiệm pháp nữa là các bạn phải khám biểu và các bạn có so sánh hai bên và xem trong thành phần nó có ruột hay không, bằng cách là nghe có nhu động ruột hay không.
Rồi cái thứ hai á là các bạn phải chiếu đèn, chiếu đèn phải có ánh sáng xuyên qua được hay không. Nên đó là chúng ta phân biệt được chúng ta phân biệt được đây là một cái thoát vị Thầy ơi, thầy bị tắt mic rồi ạ. À? Nào. Dạ mới tắt được xíu quá thầy. À xíu ha. Mới tắt xíu ha, dạ không mất nhiều phải không? Thì các bạn có chuẩn đoán được. Dạ đúng rồi, mới xíu à thầy. Xíu không sao phải không? Để xíu mà nó cần lùi lại. Thì đối với bệnh nhân nó có cái phòng ở trong biểu hay là cái túi thoát vị nó nằm trong biểu thì chúng ta chẩn đoán với một cái bệnh lý thủy tinh mạc hay là tràn dịch tinh mạc, và cái đặc điểm của người lớn tuổi nó nhiều lắm thì nó có hai cái test chúng ta để phân biệt, chúng ta nghe xem có dao động ruột hay không, hoặc là chúng ta chiếu đèn. Nếu trong thành phần trong đó là dịch thì chúng ta chiếu đèn chúng ta không có thấy ánh sáng, còn thành phần nó là ruột hay là mỡ chài chúng ta không thấy, chúng ta sẽ không thấy ánh sáng nó xuyên qua. Còn trong thành phần là dịch thì chúng ta chiếu qua thì chúng ta thấy ánh sáng được cái màu đỏ đỏ, ánh sáng nó xuyên vào. Thì đối với cái người bác sĩ siêu âm á thì người ta thành công đã xác nhận lại cái xe về ruột nó có hơi không, nó có chuyển động rao ở trong đó hay không, ruột nó có hơi, nó có chuyển động rao nè. Rồi và thật ra thì gì đó là do đó là những cái trường hợp dễ ha. Đối với những trường hợp khó, nhất là những người mập ha, thì về lâm sàng chúng ta đôi khi khám được những cái dấu phối phồng dùng bẹn, hay là phân biệt đây là một cái bú bả đậu ở cái thành bụng hay là có hạch bẹn, đôi khi cũng là một việc khó. Để làm được cái việc này, để phân biệt được cái việc này thì chúng ta phải cần có những cái phương tiện hỗ trợ, ví dụ như là chụp CT hay MRI, nha, chụp CT hay MRI. Nó có mấy cái chuẩn đoán phân biệt như bệnh lý của ống mạng thì mình nói rồi nha, ví dụ như là nang thần kinh, tràn dịch tinh mạc, tinh hoàn lần đó, tinh hoàn ẩn nè, mở cửa cho học cái tập ở trong nít, tinh hoàn xoắn, mấy nông vật niệu ta dạy tinh hoàn xoắn, thì viêm sinh hoàn nó chuẩn đoán những cái u ở vùng bạn ha. Thì nó có cái bệnh lý mà cũng thường gặp là gì, là cái bệnh mà giãn tĩnh mạch thần kinh ha, giãn tĩnh mạch thần kinh. Bệnh nhân có cái chiếc tình len là một cái đau căng tức ở vùng biểu, mà đây là cái nguyên nhân vô sinh và thường gặp. Người ta lý giải là gì? Do máu nó tới tinh hoàn nhiều quá nó làm cho chất lượng tinh trùng nó giảm, là nguyên nhân vô sinh. Thì nhiệm vụ của người bác sĩ là phải phân biệt được ha, kết hợp với những cái phương tiện hình ảnh là giãn tĩnh mạch thần kinh. Nó có cái bệnh hiện giờ mình nghĩ chắc nó ít lắm, là có bệnh lợi lộc cứ phần cho không nói động mạch tĩnh mạch đùi em, thì tôi có gặp một hai lần cái túi phình thì nó vỡ ra em, túi phình nó vỡ ra bác sĩ phải khâu ở giá nó lại. Đối với những cái bệnh nhân mà chích xì kẻ cái người ta tạo một cái đường hầm hay là vô tình mà biết ta tạo rất là hay, người ta chích làm sao á, cái nó tạo cái cầu giống như cái cầu, hay là ở bên trong một hiện đại người ta dùng một cái gọi là balloon trong cái điều trị, người ta cần cái bong bóng điều trị, nhưng mà cái hóa chất truyền hóa chất đó, như bệnh nhân ung thư á, cái người ta tạo cái túi ha, thì cái mấy như những bệnh nhân này người ta làm cái chất gì đó mình không rõ, thì người ta tạo được không còn nói không nói gì đâu tĩnh mạch, thì tới giờ mà tích xì ke người ta chỉ bơm được cái túi ra là xong ha. Mà cái đó là người ta tự người ta tạo ra luôn á ha. Những cái người đó rất là hay, cái một tên mà túi phình nó chẳng may nó vỡ thì các bạn cũng đầu tiên các bạn nó phân biệt với cái này, và chúng ta phải quan sát ngay cái vùng đó nó có những cái vết tinh chất hay không ha. Do một cái tình phổi, do cái thông máu của động mạch tĩnh mạch đùi, và nó thường gặp ở những cái bệnh nhân chích ma túy. Nhưng mà giờ thì bệnh nhân ma túy thì nó ít rồi, ít là giờ có điều kiện người ta sẽ xài cái giống kích thích khác, nên bệnh nó ít gặp. Thì cái bài giảng tới đây là
là hết ha. Thì các bạn có đặt câu hỏi gì thì đặt câu hỏi ha. Nhưng mà cho tôi hỏi là các bạn đặt câu hỏi là bằng cách là hỏi miệng hay là qua tin nhắn? Thì cái bài này mà không không biết các bạn có được thực hành hay không. Còn nếu các bạn mà các bạn mà không có cơ hội thực hành trên C6 á, thì đi thực hành lâm sàng, thì giống như cái hình ảnh của nãy các thầy giảng cho các bạn á, thì cái hình ảnh nó cũng được ghi lại trong lúc thực hành á. Thì nếu mà chẳng may trong cái chương trình nó không có cái bài thực hành á, thì đi tới thực hành ở cái phòng ngoại khoa vào năm thứ ba, thì tụi tôi sẽ giảng lại cho các bạn cái, hoặc là thực hành lại cho các bạn xem cái cách khám làm cái nghiệm pháp Vaisava là sao. Nếu có bệnh nhân ha, có bệnh nhân nào thì dạy bệnh nhân đó, thì đương nhiên có bệnh nhân thì tôi sẽ dạy lại cho các bạn cái những cái nghiệm pháp, ví dụ như là nghiệm pháp Vaisava, nghiệm pháp chặn nó, nghiệm pháp chặn lộ bên sau. Nếu chẳng may trong chương trình học của các bạn không có phần thực hành, thì tới phần năm thứ ba thì tôi sẽ dạy, tôi sẽ dạy lại cho các bạn bằng cái đường phương pháp cho mình thực tế ha, cho thực tế khám lâm sàng rồi hỏi bệnh là được trên bệnh nhân học. Còn cái phần của C6 thì nếu mà có thực hành thì các bạn sẽ thực hành, nhưng nó có cái mô hình là bệnh nhân mô phỏng. Tuy nhiên cái phần này nó khó lắm, nên người ta làm cái mô phỏng nó không có giống, chỉ thực hiện cái thao tác cho nó giống như để chúng ta quen động tác thôi, chứ cái này là mô phỏng cho một cái thực hành một cái bài phóng vị để chúng ta khám. Thì tôi nghĩ cái việc đó người ta làm cái mô hình cho bạn cũng được nha. Rồi các bạn có nào có đặt câu hỏi thì các bạn đặt câu hỏi nha. Và cái bài này liên quan tới phần thực hành là chính, phần phần lý thuyết chúng ta nghe nắm khái niệm, ngày mai các bạn nhắn tin cho tôi và cái lớp tôi sẽ gửi cái bài giảng cho các bạn nha. Với lại cái bản kiểm mà để tôi tìm lại cái bản kiểm. Tôi chưa tìm bài được. Các bạn nhắn tin vào cái nhóm, nhắn tin vào cái mail của tôi thì tôi sẽ gửi cái bài giảng cho lớp, và lớp sẽ cho các bạn.